Tất cả Pháp đều từ tâm tưởng mà sanh ra Tâm vừa mới động thì cảnh giới bên ngoài liền khởi biến hóa Nên thế giới cực lạc vì sao lại tốt đẹp như vậy Con người ở thế giới cực lạc không khởi tâm, không đồng niệm Cho nên họ ở nơi thế giới đó an định như vậy Vĩnh hằng như vậy, tốt đẹp như vậy, không thay đổi Thế giới này của chúng ta sao lại biến hóa lớn như vậy quý vị xem so với các triều đại khác trong lịch sử thì biến hóa lớn hơn nhiều vì sao những gì trong đầu của con người bây giờ suy nghĩ phức tạp hơn nhiều so với người xưa chính là đạo lý này người xưa khởi tâm động niệm còn có phạm vi đạo đức giới hạn họ dù có vượt qua cũng không quá đáng bây giờ chuẩn mực đạo đức không còn nữa giáo dục nhân quả không còn giáo dục tôn giáo cũng không còn vọng tưởng và ác niệm của con người không có chuẩn mực như vậy mà không đáng sợ sao nên dẫn đến động loạn của xã hội Trật tự xã hội không còn Sẽ có ngày trật tự xã hội hoàn toàn sụp đổ Như vậy thì đại thiên tai sẽ đến Họa này do con người gây ra Một nguyên nhân gây ra khác chính là Địa cầu chúng ta ở Thiên tai xảy ra quá nhiều nguyên nhân chính của thiên tai này chính là do năm loại tham sân si mạng nghi của con người tạo ra tôi giảng kinh thường gọi nó là ngũ độc trong kinh phật thường nói tham sân si tam độc tôi thêm hai loại thành ngũ độc năm độc này là nguyên nhân phá hoại thế giới tham lam Cảm ứng với thủy tai Nam Bắc Cực băng đã bị tan Nước biển dâng cao Giới khoa học tính toán Nếu tăng hết Nước biển sẽ dâng lên từ 50 mét Đến 70 mét Hiện nay Các thành thị ven biển đều không còn do tham lam gây ra sống thần cũng do tham lam mang lại sân nhuế dẫn đến hỏa tai núi lửa bộc phát nhiệt độ tăng cao nhiệt độ địa cầu không ngừng tăng cao đây là nguyên nhân của nóng giận nên người học phật nếu không vui liền nổi nóng thì khiến cho nhiệt độ của địa cầu tăng cao thêm một tí nóng giận đã làm ra như vậy ngu si dẫn đến phong tai sức mạnh của bão và gió lốc rất lớn không thua gì sóng thần Ngạo mạn Dẫn đến động đức Không bình thường Đại địa sẽ chấn động Hoài nghi Là căn bản của tất cả tội ác Hoài nghi đối với điều gì? không phải là hoài nghi bình thường mà là hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền hoài nghi đối với phật bồ tát hoài nghi đối với tôn giáo hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền hoài nghi nên không tin họ không học tập họ như vậy là tham sân si mạng xuất hiện Tham sân si mạng đã xuất hiện Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Nghiệp nhân căn bản của các loại thiên tai trên địa cầu Là nguyên nhân gì? Là con người sống trên địa cầu hàng ngày tạo nghiệp Tạo nghiệp không ngừng Quý vị nghĩ xem như vậy thiên tai có thể không phát sanh chăng? việc cầu đạo có hữu dụng chăng hữu dụng dùng tâm chân thành để cầu đạo nhưng cầu đạo là trị ngọn không trị gốc lúc đại thiên tai mới cầu nguyện sẽ hóa giải được thiên tai không phải thực sự hóa giải là đẩy lùi lại bây giờ nó không bộc phát hoặc là bộc phát nhẹ không nghiêm trọng đây là sức mạnh của cầu nguyện thiên tai không còn qua vài ngày sau con người lại hoài nghi không tin tưởng nghĩ rằng vốn không có thiên tai cầu đạo của mọi người là giả nói rằng hóa giải thiên tai là do quý vị quý vị chỉ nói lung tung họ không tin tưởng do đó tạo nghiệp ngày càng nghiêm trọng và thiên tai lại đến Càng kéo dài về sau thì thiên tai càng nghiêm trọng Vì sao? Vì đã tích tập ác nghiệp càng sâu Nên bộc phát càng nghiêm trọng Chính là đạo lý này Rất nhiều thiên tai đều trong năm 1999 Là năm 2000 phát sanh Lúc đó con người trên toàn thế giới đều cầu nguyện lời dự báo của người xưa là ngày tận thế tôi tin rằng mỗi người có tín ngưỡng tôn giáo đều cầu nguyện cho việc này đẩy nó chậm lại và đến bây giờ mới bạo phát bây giờ tin tức này truyền ra nếu mọi người có thể tin tưởng siêng năng cầu nguyện ngày xưa lúc gặp tai biến tự nhiên này người ta sẽ phản tĩnh sẽ suy nghĩ về sai lầm và sẽ sám hối để sửa đổi như vậy mới thực sự giải quyết từ nền tảng nên giải quyết từ nền tảng là giáo dục của thánh hiền giáo dục của tôn giáo Nhưng hiện nay, tôn giáo cũng đã mê muội đi theo đường cầu đạo, lãng quên đi sự giáo dục tôn giáo. Năm ngoái, tôi phỏng vấn Vatican. Gặp mặt giáo hoàng. Giáo hoàng sai đầu nhiên. Người quản lý Thiên Chúa Giáo Giao lưu cùng với chúng tôi Họ cùng bàn luận đến vấn đề thiên tai trên địa cầu Tôi kiến nghị với họ Chúng ta mỗi tôn giáo Đều nên đem giáo dục tôn giáo phục hồi trở lại Đây mới là phương pháp trị gốc Giáo dục tôn giáo Chỉ cần mỗi tôn giáo có 80 vị giáo sư truyền thụ giỏi Đem những kinh điển này giảng thấu triệt Lợi dụng mạng internet và truyền hình vệ tinh để dạy Khiến người trên toàn thế giới đều có thể nghe được Nếu họ có thể tiếp thu giáo dục tôn giáo Tôi tin rằng có thể đánh thức tâm lành của họ đây mới là biện pháp thực sự trị tận gốc còn không thì thiên tai không có cách nào tránh khỏi các vị thiên chúa giáo này cũng đều tiếp thu hy vọng chúng ta thực hiện điều này trong thời gian nhanh nhất Không thể kéo dài thêm Kéo dài là không còn kịp nữa Phải nhanh thực hiện nó Tôi cảm thấy đây không phải là việc khó Tôi xuất gia là bắt đầu giảng kinh dạy học Đến nay là 53 năm 53 năm quý vị nghĩ xem Chúng tôi dùng những công cụ này Dùng Internet cũng trên 20 năm Dùng <laughs> truyền hình vệ tinh đến nay cũng được 9 năm Từ Tết Nguyên Đáng Năm 2003 Chúng tôi bắt đầu dùng vệ tinh truyền bá Thật sự có được hiệu quả rất lớn Điều này có thể cung cấp cho các tôn giáo khác làm tham khảo. Chúng ta cần phải siêng năng nỗ lực hơn nữa. Phải cần hợp tác tôn giáo, phải liên hệ mật thiết. Tốt nhất các tôn giáo nên học tập qua lại do chúng ta dẫn đầu. Năm ngoái chúng tôi mời ông Hanif dạy chúng tôi cổ Lăng kinh. Chúng tôi còn phải tiếp tục mời người giảng giải thánh kinh. Một trưởng lão đạo Do Thái nói với tôi Họ có 600 điều giới luật Tôi vô cùng hưởng ứng Ông ta cũng đồng ý Tìm thời gian thích hợp Sẽ đến học viện của chúng ta Để giảng về giới luật của họ Là đạo Do Thái chúng ta cần phải học tập họ những cái học được đem thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như vậy họ với chúng ta sẽ có rất nhiều chỗ tương đồng đáng để tham khảo đáng để học tập đây mới thực sự tôn giáo trên thế giới là một nhà các bậc thánh hiện xưa là một vị thần thật Thế giới mới có thể phục hồi trực tự Phục hồi đến mức tốt đẹp Nhưng loại mới thực sự trở về với hạnh phúc mỹ mãn Người bây giờ quả thật quá đáng thương